Chí tâm niệm Phật, người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát thường gia hộ, nên nghiệp chướng tiêu trừ nhanh chóng. Người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát, tứ đại thiên vương, long thiên, thiện thần, quỷ thần, hộ pháp gia trì, hộ niệm. Vì sao thế? Vì tất cả các ngài đều hy vọng bạn sớm trở thành Phật. Sau khi thành Phật, sẽ quay trở lại độ vô lượng chúng sanh. Do người niệm Phật được tất cả chư Phật, Bồ Tát hộ niệm, gia trì, nên nghiệp chướng của họ được tiêu trừ một cách nhanh chóng. Xưng niệm một câu Phật hiệu, niệm đạt đến công phu, thành khối, tiêu trừ tội nghiệp cực trọng trong 80 ức kiếp, sanh tử trọng tội lại được 80 ức kiếp. Sanh tử trọng tội lại được 80 ức kiếp công đức vi diệu. Các oán thân trái chủ từ vô lượng kiếp mang theo hận thù sâu như biển, luôn đi theo tìm cách báo thù, cũng không có tâm oán hận với người niệm Phật nữa, mà còn ủng hộ quý vị. Bởi vì khi quý vị thành Phật, quý vị sẽ có khả năng cứu độ họ, giúp họ thoát khỏi cảnh giới khổ đau. Họ làm gì mà muốn hại quý vị nữa? Trở thành đệ tử của A-di-đà Phật là điều vô cùng vinh quang. Vì Ngài là vua trong các vị Phật, nên Ngài được tán thán đến cực điểm là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, ánh sáng tôn quý nhất. Vua trong các vị Phật, ánh sáng biểu trưng cho trí hệ. Trong biển pháp giới, hư không giới, Ngài là bậc đại trí chủ. Ngài là bậc đại thí chủ, biết chúng sanh nghiệp chướng nặng nề, không thể tự mình liễu sanh tử, xuất tam giới, nên Ngài kiến lập thế giới cực lạc, không phải cho riêng mình hưởng thụ, mà Ngài đem cúng dường cho tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới mau về nơi đó, để Ngài dạy dỗ chóng thành Phật, thoát khỏi biển khổ sanh tử, làm cho cả ba hạng người thượng, trung, hạ, căn, bình đẳng, viên mãn một đời thành Phật. Đó là điều không có vị Phật nào có thể làm. Được, thế nên tất cả chư Phật đều khuyên chúng sanh cõi mình mau sanh về cực lạc để sớm chứng Phật quả viên mãn. Bạn xem phước báo của Ngài lớn biết bao. A-di-đà Phật cùng một câu Phật hiệu để trao toàn bộ công đức của mình cho chúng sanh. Chỉ cần chúng sanh chịu tiếp nhận niệm Phật thì liền được tất cả công đức mà Ngài khổ công tu hành trong vô lượng kiếp từ bi vô hạn. Hiện đời được bốn nguyện oai thần của Ngài gia trì một phần. Khi vãng sanh được gia trì một cách viên mãn, vừa vãng sanh thần thông, đạo lực, trí tuệ, tướng mạo của bạn liền ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí Bồ Tát. Bạn xem, nếu có Ngài gia trì thì bạn phải tu bao nhiêu kiếp mới bằng họ chứ? Thế nên kiếp này được thân người gặp Phật Pháp, không thể không vãng sanh, uổng phí cơ duyên đến thế gian này. Nam mô A Di Đà Phật, xin thường niệm nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Pháp sư Tịnh Không. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Đây là ở thành phố Buôn Ma Thuột, mà có cái nhà rất chi là đẹp đang xây dựng dở dang, nhưng mà rất kiến thiết rất là đẹp các bạn ơi.
cái lạ lạ này. Quay cho các bạn xem. Cái nhà này là nhà ở đây các bạn ơi, chứ không phải là công ty hay là nhà chùa, nhà gì, tiền gì đó. Đây là nhà tư để ở mà đẹp đấy các bạn. Hộ gia đình đấy. Nhà chỉ có hai người đó. Mà thấy nó kiến trúc nó đẹp quá. Quay cho các bạn xem. Đấy, có đám mây trắng đang trôi lơ lửng bồng bềnh. Ở đây là bầu trời thành phố Ban Mê Thuật nhé cả nhà.